Sau khi nghiên cứu sản xuất thành công đông trùng hạ thảo đạt chuẩn về thành phần dược tính và vi sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn đông trùng hạ thảo Thiên Ân đã kết hợp đông trùng hạ thảo với nhiều thảo dược quý để tạo ra những sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng. Theo đó, để đa dạng hóa sản phẩm cũng như giúp nâng cao giá trị nấm thành phẩm, doanh nghiệp đã chế biến ra nhiều dòng sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo như ngâm mật ong, nước sốt, nước uống đông trùng hạ thảo, bánh quy đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo yến. Bên mình thì ngoài cái việc phát triển cái đông trùng hạ thảo thì định hướng sắp tới thì sẽ kết hợp với các loại cây dược liệu. Cái cây thảo dược mà mình đặc biệt chú trọng là dòng cây sâm, giống như là sâm bố chính, sâm ngọc linh, sâm thổ cao ly. Chính vì vậy mà rất là phù hợp cho các cái về sản lượng cũng như là về chất lượng. Thì mình có thể là tạo ra những cái dòng sản phẩm, những cái chủng loại sản phẩm theo ý muốn. Hiện tại, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống nhà xưởng có diện tích 10.000 m2, trang bị máy móc thiết bị đảm bảo quy trình nuôi cấy nấm được thực hiện trong điều kiện vô trùng và giám sát nghiêm ngặt đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đông trùng hạ thảo là loại nấm thảo dược có chứa các axit amin thiết yếu cùng hai hoạt chất quan trọng là cordycepsin và adenosine, rất tốt cho sức khỏe, nhất là tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa và ức chế tế bào ung thư. Việc doanh nghiệp phát triển các sản phẩm kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với các loại dược liệu quý góp phần mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt cho sức khỏe, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường hiện nay.